Sự thống trị của Novak Djokovic trong thế giới quần vợt đã không còn là điều mới mẻ khi anh tiếp nối truyền thống vàng cùng với Roger Federer và Rafael Nadal. Dù Federer đã giải nghệ và Nadal không còn giữ được phong độ đỉnh cao ở tuổi 37, Djokovic vẫn không ngừng nâng cao danh sách kỷ lục của mình với 24 danh hiệu Grand Slam. Đặc biệt, trong mùa giải năm nay, ở tuổi 36, Djokovic vẫn thể hiện được sức mạnh vượt trội khi lần lượt giành chiến thắng tại 3 trong số 4 giải đấu Grand Slam lớn, bao gồm giải Úc mở rộng, Pháp mở rộng và Mỹ mở rộng. Chỉ có trận chung kết giải Wimbledon là anh phải nhường ngôi vương cho tài năng trẻ Carlos Alcaraz sau một trận đấu kịch tính 2-3. Không những thế, Djokovic còn tiếp tục chứng tỏ sức hút không giảm khi đoạt thêm 2 danh hiệu ATP Master tại Cincinnati và Paris, củng cố vị thế không thể xâm phạm của mình trong làng quần vợt hiện đại. Trong khi làng quần vợt thế giới chứng kiến sự lên ngôi của nhiều tên tuổi mới như Alcaraz, Medvedev hay Zverev, Djokovic vẫn là đối thủ đáng gờm nhất, là thách thức lớn nhất cho bất kỳ tay vợt nào. Ngay cả khi đối diện với những rắc rối ngoài sân đấu, từ việc bị loại khỏi giải Mỹ mở rộng 2020 vì sự cố với trọng tài đến chuyện tranh cãi liên quan đến vaccine COVID-19, Djokovic vẫn kiên định giữ vững tâm thế và phong độ. Có thể nói, bí quyết của Djokovic không chỉ nằm ở kỹ năng và kỷ luật luyện tập, mà còn ở tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi và khả năng thích nghi với mọi hoàn cảnh, làm nên tên tuổi của một huyền thoại sống trong làng quần vợt thế giới.